Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch năm 2015, công ty cổ phần cao su Hà Giang sẽ trồng mới 100 ha cao su tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình và Bắc Quang. Tính đến thời điểm cuối tháng 4 này, số diện tích cao su trồng mới đã được các đội sản xuất của công ty thực hiện trồng và đạt 100% kế hoạch đề ra. Cái nước này để phun thuốc phòng bệnh của bảo vệ thôi vật nữa đấy. Diện tích trồng mới năm 2015 của công ty cổ phần cao su Hà Giang tập trung tại các xã Yên Hà, Bằng Lang, huyện Quang Bình, Vô Điếm, Kim Ngọc của huyện Bắc Quang và xã Trung Thành của huyện Vị Xuyên. Trong đó, nhiều nhất là tại huyện Quang Bình với diện tích trồng mới là 80 ha. Đội sản xuất cao su Bằng Lang có 30 cán bộ công nhân. Theo kế hoạch năm 2015, đội được giao trồng mới 20 ha bằng giống IAN 873. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của công ty giao, ngay từ đầu năm, đội đã cho công nhân tiến hành phát quang diện tích đất của nhân dân đã góp, đồng thời triển khai làm đường đồng mức, đào hố, chuẩn bị đủ giống và đã tiến hành trồng mới đợt 1 vào cuối tháng 2. Được sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và công ty giao cho kế hoạch của đội Bàng Lang thì năm nay bọn em có trồng là 20 ha. Đến thời điểm hiện tại thì chúng em đã trồng được 15 ha và tiếp tục kế hoạch để hoàn thành trong kế hoạch của công ty giao thì trong tháng 4 này là trong một vài ngày tới thì bọn em sẽ hoàn thành nốt 5 ha còn lại trong để tiếp tục vào việc chăm sóc với lại kế hoạch công ty giao tiếp theo ạ. Trước đó thì công ty cũng đã có sự chỉ đạo và chuẩn bị trước như là đào hố bón phân và công tác chuẩn bị trước đến khi xong xuôi hết thì đến vào như kế hoạch là ra quân vào tháng 4 này thì là lúc đấy là chỉ việc là tập trung vào trồng và giống má thì đã được chuẩn bị từ năm trước là đã đưa về vườn để ươm là lựa chọn ra những cái cây đảm bảo chất lượng thì để đưa lên trên đồi để trồng. Với phương châm trồng cây nào, giống cây đó, bên cạnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể tới từng đội sản xuất, công ty cao su Hà Giang cũng đã cử cán bộ kỹ thuật tới các đơn vị sản xuất từng địa bàn để giám sát và hướng dẫn kỹ thuật trồng cao su. Từ khâu làm đất, đào hố, vận chuyển cây con giống, trồng cây đều được tuân thủ theo một quy trình kỹ thuật bắt buộc. Cụ thể là đường đồng mức phải đảm bảo lần 1 rộng 1,5m, lần 2 rộng 2m, khoảng cách giữa các cây là 2,5m, các hố trồng phải đảm bảo rộng và sâu 60 x 60cm. Chúng tôi đã xuống và giám sát và đưa ra kỹ thuật và phổ biến kỹ thuật cho các công nhân và kỹ thuật ở đội từng tháng một. Ví dụ như tháng này thì có cái định mức công việc giao cho xuống kỹ thuật và kỹ thuật xuống để kiểm tra và phổ biến cho công nhân từng kỹ thuật theo áp dụng theo quy trình kỹ thuật cao su sản xuất năm 2012 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Và chúng tôi đã đưa ra những cái mô hình trình diễn để nhằm nâng cao cái trình độ kỹ thuật của kỹ thuật đội và trình độ kỹ thuật trồng của và chăm sóc của công nhân. Do công ty đang ở trong giai đoạn kiến thiết, vừa ổn định bộ máy hoạt động, vừa duy trì công tác bảo vệ chăm sóc hơn 1.500 ha cây cao su được trồng mấy năm qua. Trong khi đó, nguồn nhân lực chưa được tuyển dụng kịp thời nên việc đảm bảo kế hoạch sản xuất gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, công ty đã giao cho các đội diện tích phải thực hiện cụ thể và chủ động thuê lao động để đảm bảo tiến độ. Trên cơ sở kế hoạch giao, các đội đã xây dựng phương án cụ thể để chủ động trồng mới và chăm sóc diện tích đã trồng năm trước. Trong diện tích đã quy hoạch, công ty chủ động tích cực phối hợp với các địa phương cùng dự án là huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình tuyên truyền vận động bà con giải phóng đất để đơn vị trồng mới cao su. Do làm tốt công tác phối hợp và tuyên truyền vận động nên đã không để xảy ra tình trạng bà con trồng các loại cây khác trên diện tích đã được quy hoạch. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cũng như tiến độ thời vụ trồng mới cao su, đơn vị đã chỉ đạo các đội sản xuất triển khai các công việc như hạ băng, đào hố và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng mới cho người lao động. Với sự vào cuộc tích cực và phối hợp giữa đơn vị với địa phương vùng dự án, đến nay công ty cổ phần cao su Hà Giang đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng mới 100 ha cao su trong năm 2015, đảm bảo diện tích trồng mới liền vùng liền khoảnh, thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý vườn cây. Năm 2015, công ty cổ phần cao su Hà Giang
được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là giao kế hoạch cho trồng mới là 100 ha và chăm sóc cái cây kiến thiết cơ bản là 1.400 ha. Thì căn cứ vào cái kế hoạch giao của tập đoàn thì công ty đã giao phân bổ cho các đội cái diện tích để trồng mới và chăm sóc cái cây kiến thiết cơ bản. Thì đến thời điểm hiện nay công ty đã trồng mới được 80 ha trên tổng là 100 ha. Thì hiện tại cái cây trồng mới thì đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt theo cái kiểm kê và theo cái đánh giá của ban tổng giám đốc và phòng kỹ thuật của công ty đã đi kiểm kê và đánh giá. Và hiện tại cái cây chăm sóc cái cây kiến thiết cơ bản thì hiện tại bây giờ công ty cũng đã chỉ đạo các đội sản xuất và phòng kỹ thuật xuống chỉ đạo. Thì hiện tại đến thời điểm bây giờ thì cây đã được chăm sóc và đang sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với việc trồng mới 100 ha cây cao su trong năm 2015, công ty cổ phần cao su Hà Giang cũng đã chú trọng tới công tác bảo vệ và chăm sóc diện tích cao su đã trồng những năm trước, đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt. Việc hoàn thành trồng mới 100 ha cao su năm 2015 đã nâng tổng số diện tích cây cao su của công ty cổ phần cao su Hà Giang lên 1.505 ha. Để đảm bảo cho diện tích cao su phát triển tốt, công ty cũng đã xây dựng kế hoạch chăm sóc tới tất cả các đội sản xuất, bao gồm chăm sóc bảo vệ vườn ươm cây giống và những cây đã trồng. Trong công tác chăm sóc, công ty yêu cầu các đội phải đảm bảo ủ ấm cho cây trong mùa đông thời tiết giá rét và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ngoài số cán bộ công nhân định biên của đơn vị thì công ty còn thuê thêm lao động hợp đồng mùa vụ tại địa phương. Bắt đầu trồng thì cũng có cán bộ kỹ thuật ở trên công ty xuống và cũng triển khai là hướng dẫn công nhân để đào hố các đào hố với lại hạ băng đường đồng mức, cái đào hố là quy trình là 60-60 là cũng được cán bộ công ty xuống để hướng dẫn. Chúng tôi cũng làm đúng theo yêu cầu của cán bộ công ty xuống hướng dẫn làm. Chăm sóc thì cũng công ty cũng có cử người xuống giám sát và cũng chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật của công ty đã đề ra. Và sau khi trồng xong thì công ty cũng có tổ chức cho bón phân và các thứ để cho cây cao su nó phát triển ạ. Từ thực tế điều kiện khí hậu của Hà Giang, công ty đã lựa chọn hai giống cao su là IAN 873 và giống Vân Nghiên 774 để trồng. Đây là những giống cao su có đặc tính chịu rét cao. Ngoài các yếu tố về thổ nhưỡng, khí hậu thì việc chăm sóc cao su cần phải tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật vì nó đóng vai trò rất quan trọng đến chất lượng cũng như sản lượng mủ cao su sau này. Hiện nay, những lứa cao su được trồng từ năm 2011 đã có chiều cao 6 mét, tán phát triển tốt. Theo đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các chuyên gia chuyên ngành thì cây cao su thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Hà Giang. So với những lứa cao su trồng cùng thời điểm được trồng tại một số tỉnh ở Tây Bắc, thì cây cao su ở Hà Giang phát triển tốt hơn, hứa hẹn cũng sẽ cho chất lượng mủ cao hơn. Cùng với việc nâng cao chất lượng cây cao su, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản và chủ động được nguồn giống, hàng năm, công ty xây dựng hệ thống vườn ươm ngay tại các đơn vị sản xuất để giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo chất lượng cây không bị ảnh hưởng của quá trình vận chuyển. Ngoài ra, công ty đã xây dựng cơ cấu giống thích hợp khí hậu của vùng và lựa chọn giống phù hợp và chịu lạnh là IAN 873, VG 774. Nhờ những giải pháp kỹ thuật hợp lý nên thời gian kiến thiết cơ bản đồi cây cao su của công ty đã được rút ngắn và đang bén rễ phát triển tốt. Để cho đạt cái tỷ lệ sống cao thì trước tiên chúng ta phải có 4 yêu cầu chính. Thứ nhất là thời vụ, thứ hai là cây giống, thứ ba là kỹ thuật canh tác và thứ tư là yếu tố con người. Sau khi bén rễ rồi thì chúng tôi thực hiện là sau một tháng chúng tôi thực hiện kiểm kê lại xem tỷ lệ sống và chết để sau một tháng sẽ đưa cây cao su từ cây con từ vườn ươm vào để trồng rậm. Hiện tại, công ty cổ phần cao su Hà Giang có 7 đội, một tổ sản xuất đóng chân tại địa bàn các xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Vô Điếm, Kim Ngọc, huyện Bắc Quang và xã Yên Hà, Bằng Lang của huyện Quang Bình với tổng số 250 cán bộ công nhân. Để đạt được mục tiêu theo lộ trình trồng cây cao su tại Hà Giang của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam từ nay đến năm 2020 sẽ trồng đạt khoảng 2.000 ha. Trong những năm qua, công ty cổ phần cao su Hà Giang cũng đã tích cực phối hợp với các địa phương triển khai dự án tuyên truyền, vận động người dân góp đất, tuyển dụng 100% lao động là người địa phương và làm việc tại công ty. Qua đó,
cũng đã giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tôi vào làm việc thì trên công ty cũng tạo mọi điều kiện cho tôi, với lại lương bổng thì cũng giúp cho chúng tôi có công ăn việc làm này, với lại có chế độ để trang trải về gia đình và cuộc sống ạ. Hồi trước chúng tôi chưa có công ăn việc làm ấy thì có khi thì phải đi làm ăn xa. Bây giờ cao su và làng và thôn bản chúng tôi thì cũng giúp ích cho chúng tôi, với lại tạo điều kiện làm việc công ăn việc làm hàng ngày của chúng tôi cũng ổn định. Nhất là tạo cái công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Thứ hai nữa là cái toàn bộ cái diện tích rừng nghèo kiệt, đất trống đồi núi trọc, nhưng mà con nhân chuyển đổi trồng cây cao su để mang lợi ích cho đơn vị công ty, cũng như là mang lợi ích cho kinh tế gia đình. Thế thì đến giờ phút này trên địa bàn xã Yên Hà thì là trồng được 102 ha cao su, thì phát triển rất là tốt. Và trong năm 2015 này thì theo kế hoạch của công ty cũng như là của huyện, của tỉnh, của ban chỉ đạo của chương trình cao su thì sẽ trồng tiếp trên địa bàn xã Yên Hà là trên 60 ha. Thế thì đối với ban chỉ đạo của xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân góp đất cho công ty và tuyên truyền vận động nhân dân đối với diện tích rừng nghèo kiệt đấy và cái rừng sản xuất để góp đất vào cho công ty cao su để thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm cho địa phương. Cùng với đó, để đảm bảo nguồn nhân lực lao động, công ty đã thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su cho công nhân các tổ đội sản xuất. Đồng thời, cử cán bộ, công nhân đưa đi đào tạo chuyên môn sâu về cây cao su tại trường Cao đẳng Cao su Việt Nam. Đào tạo về cái cán bộ để tiếp cận cái khoa học kỹ thuật mới để về thâm canh và chăm sóc cái vườn cây cho nó tốt hơn. Ví dụ như là trong phòng ban và ban tổng giám đốc thì cũng đã có cái kế hoạch nguồn của ban tổng giám đốc và các cái phòng ban chủ chốt. Còn những các cái quy trình kỹ thuật thì cũng đã có cái kế hoạch cho các cái cán bộ kỹ thuật của đội, cán bộ kỹ thuật của công ty đi học các cái lớp bồi dưỡng tập huấn về trồng mới, chăm sóc và về cái công tác là bảo vệ bảo vệ thực vật. Theo kế hoạch, đến năm 2018, những vườn cao su được trồng sớm nhất trên đất Hà Giang sẽ cho thu hoạch mủ. Đó sẽ là thời điểm đánh giá dự án trồng cây cao su trên địa bàn thành công, hiệu quả hay không. Còn hiện nay, tập thể cán bộ, công nhân công ty cổ phần cao su Hà Giang vẫn rất tin tưởng và đang nỗ lực hoàn thành những mục tiêu trồng mới năm 2015. Cùng với đó, đẩy mạnh việc chăm sóc diện tích cao su hiện có của công ty. Tới đây, chuyên mục doanh nghiệp xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.